Và tiếp theo cô, bệnh nhân này thì cô không có biết cô có bướu, cô chưa có khám vú bao giờ phải không chị? Cô chưa, nhưng mà hôm nay đi theo cô chị là có bướu đi theo để mà kiểm tra, thì số bướu của cô gấp đôi cô chị. Cô chị chỉ có 2 cái rồi cô 6 cái là gấp 3. Rồi, đây là mô tả của ba cái vú của bà, u vú của cổ. Nhưng mà u nào tôi cũng sẽ làm xét nghiệm tế bào, nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm cho cổ ba cái lớn nhất. Thì ba cái lớn nhất là cái nào? Cái lớn nhất là cái 13 x 7 này. Cái thứ hai 9 x 5. Và một cái là 6 ly. Rồi, sẽ làm ba cái này, còn ba cái còn lại mình sẽ làm sao? Đợt sau mình sẽ làm. Hoặc là nếu mà cổ không có đau, có thể chấp nhận làm tiếp thì mình vẫn làm tiếp cho cổ được. Đây. Đây là lần đầu tiên khám vú hả hay sao chị? Khám cách đây mười mấy năm rồi đó. À. Khám một lần đương đó. Còn lâu quá rồi em không đi khám. Rồi sao bữa nay lại muốn khám vú? Thì hôm nay em mới thấy bác. Em mới đi khám bác á. Nhưng mà em chưa thấy bác, các em chưa đi được. Đó là cái u lớn nhất 10-17 mm. Cái đang chích nè đó, các bạn thấy một cái đốm sáng mà nó nhảy lên nhảy xuống cái chỗ cái u của cổ là tôi đang cắt tế bào tôi rút ra đó. Rồi nằm ngửa lại, đau không chị? Nhưng mà chích vừa rồi có bị đau không? Kim chích vô có bị đau không? Và cách đúng 4 cũng vú phải luôn. Đây. Đây cái thứ hai. Hôm nay làm ba bướu bên phải. Đây nha. Kim nó nhảy lên nhảy xuống đó.
Rồi tới cái thứ ba. Ở đây làm ba cái bên phải thì cho nó đỡ lộn ba cái bên trái. Thì đợt sau làm. Đợt sau làm hả? Hồi nãy 4, này 2. Bên này 3, bên này 1. 4 giờ sắc quần, đúng rồi, bên này 4 bên kia 2 đúng rồi. 4 giờ sắc quần 6 ly, bây giờ tôi sẽ làm 4 giờ sắc quần 6 ly. Cô để ý, bác sĩ khám cô để ý luôn, vú nào mấy cái cô để ý. Mấy cô bệnh nhân mà để ý bệnh mình đỡ dữ lắm. Đây nè, một cái cục nữa cho cổ ha. Rồi, đợt sau ha, ba cái còn lại đợt sau làm nha. Cho thuốc uống 2 tháng đó. Rồi đợt sau bên kia cái nào nó tan được thì đợt đỡ, nó phải làm nhiều. Rồi, còn những cái còn lại của cổ thì đã hẹn 2 tháng sau làm tiếp cho cổ.